tin vợ anh là người phụ nữ can đảm nhất. Con cứ xem như bơi với ba trên sông trước nhà. Anh chưa dám nhảy. Em chưa bằng lòng. Anh ghé quán cũ nghe bài này và nhớ em. Quay sang trái. Giọng nói mang sức mạnh diệu kỳ. Hãy gửi trọn yêu thương trong từng tin nhắn thoại.